Xin chào các bạn xem kênh của Hiền Tota. Mình là Sơn ạ. Bên mình lại vừa về một em này, một sự hiện diện một em rất là thời trang các bạn ạ. Nói đến xe Hyundai thì của Hàn Quốc á, thì là nói đến những cái chiếc xe cực kỳ thời trang. Và nói chung là đồ chơi, option thì là full option. Đấy. Một chiếc Tucson các bạn ạ. Đấy. Hyundai Tucson 5 chỗ đời 2018 các bạn ạ. Đấy, đây là phiên bản 1.6 turbo. Đấy. Có turbo thì nó tăng áp, nó có tăng áp thì tuyệt vời rồi, tăng tốc thì tuyệt vời luôn rồi các bạn. Đây turbo này. Đấy. Màu trắng rất là đẹp. Đấy. Đi đâu đó khoảng 72-73.000 km gì đó. Yeah. Ok. Và chiếc xe này bên mình chào giá bán là 820 triệu các bạn nhé. 820 triệu cho một chiếc xe rất là thời trang. Đấy, cái gì nhìn này. Đèn đóm các thứ này, đầu xe này thì nói chung là khách hàng đã độ nên giống kiểu BMW ấy. Yeah. Rất là đẹp các bạn nhé. Ok. Thì các bạn xem kênh vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình về thông tin của chiếc xe này nhé. Và chiếc xe này đang nằm ở 806 quốc lộ 13, phường Việt Bình Phước, Thủ Đức. Đấy, các chị các bạn có quan tâm đến chiếc xe này và muốn đang tìm cái dòng xe này thì hãy đến địa chỉ trên nhé, hoặc là điện thoại cho mình ở những số điện thoại ở trên màn hình nhé. Ok. Đấy, các chị các bạn xem kênh thì vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình thông tin chiếc xe này. Xin cảm ơn các chị bạn. Dạ. Đây, đèn đóm này, các chị bạn này. Full LED, cụm đèn full LED. Chỉ có cái đèn sương mù là vẫn là halogen này các bạn này. Đấy. Dưới cái giả sáng ban ngày cũng là LED hết luôn này. Đấy. Xe này biển số Long An. Đấy, biển số Long An. Cái này nó có cả cái rửa đèn này các bạn này, chức năng rửa đèn này. Đấy. Rất đẹp các bạn nhá. Full option rồi, 820 triệu. Đấy, một chiếc xe Tucson 5 chỗ. Đây, cái mâm là mâm phay. Cực kỳ luôn, đẹp luôn các bạn này. Đấy. Vỏ thì 4 vỏ Michelin nhá các bạn nhé. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Mâm này là mâm 19 inch, cực kỳ to, đẹp. Vỏ thì cực kỳ còn dày này. Đấy. Xe này thì sơn zin còn tầm được khoảng đến 90% hơn. Đấy, chưa thấy sơn dặm đĩa thứ gì nhiều đâu các bạn này. Đấy, vẫn rất là khít này. Rất là đẹp. Đấy, xe này cực kỳ luôn. Chủ xe thì cũng lên phim cách nhiệt hết tất cả rồi, đường viền chân kiếng này. Đấy. Rất đẹp luôn nhá. Nói chung là option tuyệt vời luôn rồi. Phải nói rồi, xe Hàn Quốc thì nó option cốp điện nhá các bạn nhá. Đấy, cân bằng điện tử cốp điện này. Đấy. Xe này thì đi bảo hành, bảo trì các thứ thì trong hãng nghiêm chỉnh này. Anh chị các bạn nếu mà đi mà muốn quan tâm về chất lượng cái xe này á thì cứ mang vào hãng của Hyundai test nhá các bạn nhá. Test lịch sử cũng như là test cái chất lượng thực tế của chiếc xe này. Đấy. Option của xe thì khỏi nói rồi, rất là nhiều option rồi, mình không kể gì ở đây cả. Đây, cái odo của xe là 73.000 đây này, 73.900. Nói chung là khoảng 74.000 đi các bạn ạ. Yeah. 820 triệu cho một chiếc xe Tucson 5 chỗ. Đi được 74.000 km. Đấy. Nội thất thì màu kem. Cái này là Passion Group này các bạn. Đấy. Trời, rất đẹp nhé, toàn cảnh luôn. Rất đẹp luôn, rồi luôn. Nói rồi. Rất là thời trang các bạn ạ. Xe này sản xuất 2018. Thì xe này là vay ngân hàng thì mình vẫn vay được 70% xe, là tối đa là 6 năm các bạn nhé. Về vấn đề chất lượng xe thì đảm bảo là bên mình đảm bảo là vấn đề xe không đâm đụng, không gặp nước, máy móc nguyên zin nhé. Còn lại thì các anh chị các bạn cứ mang vào trong hãng test thoải mái, và mang vào trong hãng Hyundai test vô tư. Đấy, cực kỳ luôn, rất là đẳng cấp, tuyệt vời luôn các bạn nhé. Xe thì biển số Long An. Đấy, cốp điện luôn. Đấy, cái khoang để đồ đằng sau này rộng tuyệt vời các bạn này. Đấy. Đấy. Bấm vỏ dự phòng đây. Rất là tuyệt vời. Đấy, rất đẹp các bạn nhé. Tucson, Hyundai Tucson. Đấy. Bản 1.6 turbo. Về option về kiểu dáng thì không chê được rồi. Đấy, những xe của Hyundai, những xe Hàn Quốc rất là đẹp luôn.
không chê vào đâu được. Rất là thời trang, thanh niên ưa chuộng. Tuyệt vời luôn. Ok, mình mở cái khoang máy các bạn cùng xem này. Đấy, mời anh chị các bạn xem cái khoang máy này. Đấy. Máy chạy rất là êm. Khung xương thì các thứ thì khỏi nói cho các bạn nhé. Đấy, đảm bảo khung xương nguyên bản, không có đâm đụng, không bóp méo, không có tham gia giải bơi lội nào hết. Đấy. Động cơ thì nguyên zin. Đây là cái turbo tăng áp này các bạn. Đấy. Đảm bảo các bạn nhé. Thì các bạn là mình cũng khuyến khích các chị bạn là mua xe này thì cứ mang vào hãng test lịch sử hãng. Đấy. Số tư. Rất là cứng cáp cái xe này. Cứng cáp, đầm chắc, rồi thời trang thanh lịch. Đấy, cực kỳ luôn. Một chiếc xe Hyundai Tucson đời 2018, động cơ 1.6 turbo. Và bên mình chào giá bán là 820 triệu các bạn nhé. Anh chị các bạn nào mà quan tâm cái dòng xe này thì hãy đến 806 quốc lộ 13 xem xe, đi thử xe và thương lượng giá. Giá đưa ra thì vẫn còn thương lượng nhé các chị bạn nhé. Rồi. Chị các bạn xem kênh vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình về chiếc xe này nhé. Xin cảm ơn các chị bạn đã xem hết video này. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Tuyệt vời các bạn nhé. Xe màu trắng rất đẹp. Tuyệt vời luôn. Không một chê vào đâu được. Một chiếc Hyundai Tucson. Ok, giá 820 triệu. Dạ, xin chào ạ.